Kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiệt Tứ Đạt của em. Kính chúc quý khán giả có một buổi sáng dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Hôm nay xin phép quý khán giả được đổi cái nón này để cho YouTube có đánh giá cái kênh mình có một chút xíu sáng tạo, để mình không có trùng lặp cái nội dung. Vì mình ngồi ở nhà mình quay cái video nguội không à, nên YouTube nó quét á, rất dễ xảy ra cái sự rủi ro cho cái kênh YouTube của mình. Nên xin phép trước quý khán giả ha, để quý khán giả vô bình luận đó, Kiệt Tứ Đạt nó làm quay video mà ngồi trong nhà mà nó đổi nón nhìn nó mắc lịch sự quá, thì em phải xin nói trước như vậy. Kính thưa tất cả quý khán giả, câu chuyện liên quan đến đờm vĩnh biệt chưa bao giờ hết nóng, và kể cả truyền thông báo chí cũng tốn khá nhiều cái giấy mực đối với anh này. Lần lượt là các trang báo chính thống, rồi các kênh truyền thông chính thống, và kể cả một số những người hiểu biết và Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lên tiếng xoay quanh về cái nội dung của anh này. Nhưng đến thời điểm này đó, cái vấn đề giải quyết thì hầu như là nó chưa được thỏa đáng. Và mấy ngày gần đây thì liên tục có các trang báo Công an Nhân dân và kể cả những cái phóng sự đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đó cũng đã nêu lên và phản ánh kịch liệt, lên án về cái hành động như thế này. Thì bây giờ lên tiếng thì cũng đã lên rồi, và cái sự phản ánh chúng ta cũng đã có. Chúng ta có một cái sự lên án rất mạnh mẽ liên quan đến cái nội dung này. Nhưng mà tôi nói nếu như cái show diễn mà sắp tới đây được diễn ra đó, thì phải nói là mình rất là buồn quý khán giả nha. Phải nói là như vậy. Lên tiếng thì cũng đã có, nhưng mà cái vấn đề là có xử hay không, đó mới còn là một cái vấn đề rất quan trọng mà người dân người ta đang rất là quan tâm. Trong đây nó có hai cái lý do. Nếu như chúng ta nêu lên như vậy mà cơ quan chức năng xử lý đó triệt để và xử lý nghiêm minh về cái vấn đề trong câu chuyện này đó, thì sắp tới đây tôi tin chắc rằng sẽ tạo được một cái sự nghiêm minh của pháp luật, và nó không có những cái tiền lệ xảy ra như thế này nữa. Còn cái vấn đề thứ hai đó, nếu như mà anh này không có sai phạm, không có bất cứ một cái gì hết, thì không khác đây là một cái sự PR đánh bóng tên tuổi cho cái live show chuẩn bị diễn ra 18 tháng 5 tại Hà Nội. Quý khán giả có đồng tình với tôi không? Thì hãy xin quý khán giả để lại những cái bình luận. Sau cái sự kiện hào quang rực rỡ đó, chính cái trang báo Công an Nhân dân cũng đã đưa lên hai cái bài Nhà Vua và Chú Hề và Nghệ Sĩ Ngáo Quyền Lực. Kể cả thể hiện trên cái trang báo đó đó, người ta cho rằng chưa có xứng tầm là một cái nghệ sĩ đó để phục vụ công chúng nữa. Và trong cái lần hôm đó thì cũng phản ánh y như vậy, không khác gì hết trơn. Mà gỡ xuống cái chữ đó là đê kinh cho, còn là chữ hào quang rực rỡ, rồi anh này sẽ đổ lỗi cho ekip chương trình, rồi đăng lên xin lỗi cái là xong. Quý khán giả thấy ngựa quen đường cũ. Thì bây giờ cái vấn đề mặc bộ đồ lính pháp này thì cũng không khác gì hết, cũng y như vậy, không khác gì chân á. Và đầu tiên thì người dân, dư luận, cộng đồng người ta phản ánh, rồi tiếp đó là truyền thông báo chí, rồi tiếp đó là bây giờ lên tiếng xin lỗi đính chính cái là xong. Nhưng mà tối qua thì trên cái trang Hà Nội Online đó, đài phát thanh truyền hình Hà Nội đó, người ta có đưa lên một cái tiêu đề phải nói là hết sức quan trọng nha quý khán giả, phải nói là giặt chốt. Hôm qua thì bài báo Công an Nhân dân là giặt chốt, thì tối qua là ông Hoàng, nha quý khán giả, ông Hoàng Cà Chến, phải người ta phải gọi là đúng ra luôn là cái tiêu đề là để là Đàm Vĩnh Hưng, ông Hoàng Cà Chến. Thì lên tiếng thì mình cũng rất là vui quý khán giả, nhưng mà quan trọng là cái vấn đề xử lý đến đâu, đó mới là một cái dấu hỏi mà người dân ta rất là quan tâm ha. Rồi đây xin mời quý khán giả cùng nghe cái phóng sự này nè, có hẳn một cái bài báo luôn mà quý khán giả nghe cái phóng sự này. Trở lại vụ việc khiến cho dư luận dậy sóng về những chiếc huy hiệu lạ, Đàm Vĩnh Hưng lại một lần đưa ra lời xin lỗi với khán giả. Và ông ta cũng khẳng định sẽ không mặc bộ này ở đêm diễn sắp tới tại Hà Nội. Lý do tại sao không mặc nữa thì nam ca sĩ không đề cập. Nghe ông Hoàng Ca Chớn Đàm Vĩnh Hưng nói là vậy, nhưng nam ca sĩ này có thực hiện hay không thì không ai chắc chắn. Nếu mà không có cái kết luận, không có sai trái gì đó, mà anh này anh không mặc cái bộ đồ này trong cái dinh diễn ngoài Hà Nội thì phải nói là tiếc quá. Vì cái bộ đồ khá đầu tư nha, và cũng khá là chỉnh chu, đối với anh là một cái sở thích nữa. Mà nếu không có sai phạm gì mà anh không mặc bộ đồ này thì phải nói là tôi tiếc quá, tôi tiếc dùm cho anh ha. Cho nên nếu mà không có sai phạm thì anh cứ mặc bình thường đi, có gì đâu mà không mặc. Hiểu biết kém, chỉ thích bắt chước mà không nghiên cứu cặn kẽ, nên thể thao cũng có những lỗi như thế này. May mà công chúng còn vị tha, chỉ ra cho biết để mà sửa đổi. Đàm Vĩnh Hưng nên sửa sai ngay những lỗi tương tự, đừng chạy theo những hào nhoáng hình thức mà đánh rơi bản thân. Nhìn ở góc độ PR thì có thể cố tình làm rồi giả vờ bị bóc phốt, rồi rút kinh nghiệm sửa, nhưng không chấp nhận mình sai. Ngày mà cả nước hướng về Điện Biên thì với Đàm Vĩnh Hưng là ngày em thắp sao trời.
trang phục từ dàn vũ đạo đến ca sĩ chính đều mang hình tượng của bọn ngoại bang. Phóng sát Đàm Vĩnh Hưng. Mình không biết, mình nhầm lẫn. Tình huống này đã xảy ra nhiều lần. Vào năm 2005, trong album Mr. Đàm của mình, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã hát một ca khúc của tác giả Trúc Hồ chưa được phép phổ biến tại Việt Nam, đổi tên thành tác giả Hải Triều. Lần đó khi giải thích với báo chí trong nước, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng mình không hề biết ca khúc chưa được phép phổ biến. Với những lời giải thích cho là nhầm tưởng đó, Đàm Vĩnh Hưng đã làm dịu dư luận. Nhưng không, vẫn chứng nào tật ấy. Vụ việc tương tự lại xảy ra ở một sự kiện tiếp theo. Ca khúc Phố Đêm của tác giả Tâm Anh nói về tâm sự của người lính chế độ Sài Gòn trước năm 1975, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khi đó liệt vào danh sách những bài hát cấm phổ biến. Nhưng nó đã ngang nhiên nằm trong album Tình ca 50 của Đàm Vĩnh Hưng với tên tác giả Tuấn Kiệt. Khi tác giả Tâm Anh gửi đơn kiện bản quyền thì được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giải thích rằng trong danh mục ca khúc phổ biến của Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một bài Phố Đêm của Tuấn Kiệt, nên Đàm Vĩnh Hưng đã tưởng nhầm đó chính là ca khúc Phố Đêm của Tâm Anh. Và khi không hài lòng với điều tiếng dư luận dành cho mình, Đàm Vĩnh Hưng đã gây sốc khi livestream tuyên chiến với anti-fan, rồi lại lên tiếng thanh minh về đoạn clip bị quy chụp là chửi khán giả này. Chẳng hạn như không một ai trên đời không biết chửi, ngoài trừ những các vị chân tu nha. Ai cũng biết chửi, không chửi nặng thì chửi nhẹ, ai cũng biết phản ứng, tạo nên những scandal rồi lại phân mình. Nhưng Đàm Vĩnh Hưng đã rất tinh quái trong ứng xử, để đến bây giờ mới chỉ có 2 lần bị xử phạt. Mới có 2 lần bị xử phạt à? Người ta còn nói là mới có 2 lần bị xử phạt. Tiếc quá, nó hơi ít quá. Một nghệ sĩ mà gây ra khá nhiều cái sự kiện ngột ngào, mỗi khi ra mắt cái album thì nó điển hình như là hát bản nhạc bản quyền của người khác là như vừa rồi đó, tao thông tin đó. Rồi cái bản không nằm trong cái danh mục danh sách đã cấm rồi mà vẫn cố tình hát như vậy. Và trước đây thì rất là nhiều cái vấn đề ôm hung nhà sư nè, rồi kích động một người cha tác động vật lý nè, con của mình nè đó, rồi đến đó là sự kiện là ồn ào là gánh mẹ nè, nó gánh mẹ vào tù nữa nè, thôi đủ thứ chuyện cho quý khán giả. Rồi liên quan đến cái vấn đề sao kê nữa nè, cái vấn đề sao kê là tôi chưa tính đó. Nó có nhiều thứ, nó có quá nhiều chuyện để chúng ta phải nói. Và live stream đấu khẩu trực tiếp với Atifan luôn, tuyên bố là dùng đất cấm mà tao biến thành ma, tao cũng về tao cào nhà mày này cái nọ. Trời, nghệ sĩ nói vậy mà không có sao hết trơn trời. Tôi mà nói vậy không biết giờ tôi còn ngồi ở đây không nữa quý khán giả. Thật sự ha, phải nói anh này nó mạnh thiệt. Tuyên bố là dùng đất cấm mà chắc cũng có cái gì đó mới tuyên bố, chứ không phải tự nhiên mà dám tuyên bố vậy đâu. Còn chưa nữa, còn cái vấn đề đưa thông tin sai về dịch bệnh Covid nữa, bị phạt 10 triệu nữa. Đó, mà đó giờ phạt ít quá, mà nó rất là ít. Có lẽ việc xử phạt hay sự phản ứng của dư luận với ông Hoàng Cá Trớn Đàm Vĩnh Hưng chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn hơn rất nhiều, có thể Đàm Vĩnh Hưng chưa tính đến, đó có thể là bị cấm sóng. Vâng, thưa quý vị, và rất nhiều những ý kiến cho rằng sự nổi tiếng của Đàm Vĩnh Hưng thì không tự dưng mà có. Không thể phủ nhận Đàm Vĩnh Hưng là một người có tài, thế nhưng liệu cái tài đó có giúp cho Đàm Vĩnh Hưng có được cái chỗ đứng trong showbiz Việt trong suốt quãng thời gian qua hay không? Nếu như không có sự ủng hộ từ khán giả, vậy mà khi đã có cho mình cái chỗ đứng nhất định rồi thì nam ca sĩ này lại có những cái hành vi và phát ngôn một cách tiêu cực, phản cảm và thậm chí là thiếu tích cực cho đời sống văn hóa xã hội. Và quá đáng hơn nữa thì Đàm Vĩnh Hưng còn thậm chí còn mượn khán giả để làm cái rào chắn cho riêng mình trong các cuộc tranh cãi, và nhất là trong cái vụ việc ồn ào với cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín vừa qua. Vâng, nhìn nhận một cách nghiêm túc thì không ít cư dân mạng đã phải lắc đầu ngán ngẩm về những ứng xử nóng vội của nam ca sĩ này, hiếu chiến của Đàm Vĩnh Hưng trong các vụ việc từ trước đến nay. Hiếu chiến, rồi phát ngôn phản cảm, rồi mượn người dân ra, mượn khán giả của mình ra để làm cái bia để công kích người này, công kích người kia như vậy đó. Mà không có cái gì hết trơn, thật sự với khán giả, tôi không hiểu nổi nha. Chứ đối với một người nào khác thì tôi nói thẳng luôn, mặc cái bộ đồ lính Pháp tôi nói, sau cái sự kiện mà Đàm Vĩnh Việt mặc đồ như vậy, bây giờ tôi nói với quý khán giả hiện nay á là chưa có một cái nội quy nha. Nếu như mà cái bộ đồ đó mà được phép mặc bây giờ nè, tôi hỏi trong cái thời điểm này, đặt thí dụ như có nhiều người nữa, người ta may ra cái bộ đồ mà người ta mặc cái phong cách y như anh này, hoặc là tôi làm YouTube nè, tôi mặc cái bộ đồ y như vậy, tôi lên tôi livestream rồi quý khán giả nghĩ sao? Đúng không? Chúng ta phải nghiêm minh, phải nghiêm khắc, phải răn đe để tránh tạo ra một cái tiền lệ xấu. Mà đặc biệt là trong lúc này đang thẩm định thì chúng ta cần có một cái sự lên án
và cái sự đồng thuận của cái người hâm mộ nữa, của cái khán giả nữa. Đó, đồng nghĩa với cái việc mà song song với cái việc mà truyền thông chính thống và các kênh truyền thông đại chúng người ta lên tiếng. Tôi nói điển hình như Facebook nè, YouTube nè, người ta cũng lên tiếng đã phản ánh và đài truyền thông chính thống cũng lên tiếng phản ánh. Thì tôi mong rằng một số người dân chúng ta phải thể hiện cái lòng tự tôn dân tộc của mình. Chúng ta không ủng hộ cổ xí cho cái hành động đó. Nó rất là phản cảm, nó đi ngược với cái chính sách, đi ngược với cái đạo đức, đi ngược với những gì mà ông cha ta đã bỏ công sức, bỏ xương máu, hy sinh tánh mạng để đổi lấy cái sự độc lập bình yên cho quê hương đất nước này. Mà bây giờ có một kẻ ngông cuồng thách thức pháp luật như vậy mà chúng ta làm ngơ, mà chúng ta còn cổ xí cho cái hành động đó, thì phải nói là đáng phải lên án, phải nói là vậy. Và thưa quý vị, người ta lại đặt ra câu hỏi về chuẩn mực các giá trị mà người nghệ sĩ phải có khi làm người của công chúng. Người nổi tiếng không có nghĩa là thích gì nói nấy, coi thường hay xem nhẹ người khác. Hào quang của người nổi tiếng có thể mang đến những danh lợi và cả sự ảo tưởng cho những người nghệ sĩ. Chúng ta hãy cùng xem những khán giả nói gì về Mr. Đào. Trong thời gian gần đây thì đối với lối ăn mặc với ca sĩ thì tôi thấy phản cảm, là một người nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng của xã hội nên chỉnh chu hơn về cách nói chuyện và phong cách mặc đồ để khi xuất hiện xã hội thấy nó chỉnh chu hơn và nó hợp lý hơn so với hiện tại bây giờ. Cái hình ảnh của người nghệ sĩ ấy, thì rõ ràng là ảnh hưởng rất là nhiều tới công chúng, đặc biệt là tới các bạn trẻ. Trong khi đó thì rõ ràng chúng ta thầy cô hay là nhà trường hay là cả đất nước cũng đang cố gắng để giúp cho các bạn trẻ có được những cái nhận thức đúng đắn, đặc biệt là hiểu yêu đất nước. Và về cái trang phục thì mình cũng có nên có một cái xử lý cũng nghiêm khắc để nó thay đổi. Em cảm nhận được là trang phục của Đào Vĩnh Hưng mặc thì nó có phần hơi phản cảm, nó sẽ có thể là sẽ gây ảnh hưởng đến không tốt đến một số kiểu vị khán giả nhỏ tuổi. Đào Vĩnh Hưng thì hiện tại là một người nổi tiếng và có sự ảnh hưởng rất lớn từ công chúng, thì em nghĩ là nếu như mà mình nói ra những cái để gây tranh cãi như vậy thì nó là một cái điều không nên. Và cái thứ hai là về trang phục, thì khi mà mình lên sân khấu mình phải trau chuốt trang phục, đó cũng là một cách để tôn trọng khán giả của mình. Đấy, bao nhiêu khán giả, bao nhiêu người dân cộng đồng người ta lên tiếng, từ thành phố Hồ Chí Minh cho tới Thái Nguyên cho tới Hà Nội, người ta đi phỏng vấn phóng sự đài Hà Nội, người ta phỏng vấn rất là nhiều nơi, kể cả các bạn trẻ cũng thể hiện cái tinh thần yêu nước của mình, là người ta rất là phản cảm và rất là bức xúc về cái bộ đồ này. Mà đặc biệt là nó diễn ra ngay trong cái sự kiện là cái ngày đại lễ chiến thắng Điện Biên Phủ 70 năm, thì quý khán giả thấy không khác gì mà muối mà sát vào cái nỗi đau đó. Quý khán giả biết các bác cựu chiến binh đó ngồi kể lại cái câu chuyện, đồng ý là thời điểm đó tôi chưa sinh đẻ ra nữa, nhưng mà mình nghe mình cũng cay mắt, cũng ứa lệ, cũng lay động cái trái tim. Các bác cũng vậy, khi cái ngày kỷ niệm ngày đại lễ thì nhớ lại đồng chí đồng đội của mình đã từng hy sinh ra sao, để làm như thế nào, thì người ta kể lại người ta nhớ được chứ, người ta phải cảm động chứ. Mà đây có một người lên là xem thường công chúng, thách thức dư luận như vậy thì phải nói là không thể nào chấp nhận được. Tốn, ngay cả khi kết hợp với những nghệ sĩ trẻ nổi tiếng khác, với Đàm Vĩnh Hưng, có khi ca sĩ này lại nghĩ hát có thể không còn nổi như trước, nhưng chiêu trò hay gây scandal lại là cứu cánh. Trong những live show gần đây hoặc khi ra mắt sản phẩm mới, Đàm Vĩnh Hưng và ekip vẫn sử dụng cách cũ là tạo ồn ào, đôi khi lấy những câu chuyện đời tư để thu hút truyền thông, PR cho dự án, thay vì tập trung cho chất lượng sản phẩm. Sau nhiều lần như vậy, khán giả lại càng khẳng định rằng nam ca sĩ đang cố tình tạo chiêu trò truyền thông và dần dần đã quay lưng lại với Đàm Vĩnh Hưng. Vâng, và người xưa thì đã có câu là nói 9 thì phải làm 10, nói 10 làm 9, kẻ cười người chê. Và giá như Đàm Vĩnh Hưng khi mà hiểu được câu nói này mà tiết chế trong hành động và phát ngôn của mình thì có lẽ là chúng ta sẽ không phải ngồi đây để nói về sự ngán ngẩm của mình, đúng không ạ? Và khán giả, thưa quý vị, luôn có cho mình cái sự quyết định riêng, và chắc chắn cũng là khán giả họ sẽ có vai trò quyết định cho sự thành công của mỗi ca sĩ, bởi mỗi sản phẩm âm nhạc thì cũng đều hướng tới để phục vụ cho công chúng. Và nếu như sản phẩm âm nhạc đó đắt
ứng được cái yêu cầu giải trí và cả những cái giá trị chân thiện mỹ thì chắc chắn sản phẩm đó sẽ luôn được đón nhận. Còn với những cái show diễn của Đào Vĩnh Hưng thì sao? Giữa để lại sau mỗi cái sự kiện chúng ta thấy không ít là những lời phê phán và lên án cho những hành động tiêu cực, những lời nói phản cảm và thiếu tích cực. Và thật là khó hiểu khi mà một nghệ sĩ có nhiều tai tiếng và bậc nhất showbiz Việt như là Đào Vĩnh Hưng và cũng đã từng bị các cơ quan chức năng xử phạt vài lần rồi với những hành động và phát ngôn phản cảm, thế nhưng lại vẫn tiếp tục được hoạt động nghề nghiệp một cách khuất trương với càng ngày càng nhiều những cái chiêu trò như vậy ạ. Thấy chưa? Đó, lên tiếng thì cũng đã lên tiếng rồi, phản ánh cũng đã phản ánh rồi. Mà tôi không biết hai cái cô MC này sau khi phản ánh anh Đào Vĩnh Biệt như thế này đó, không biết là có IT Farm đâu kéo đến nhà hai cô này không thì đó là tôi không biết nha. Đó, bây giờ nếu như trong cái thời điểm này là chưa có cái kết luận sai trái, chưa có thẩm định từ các chuyên gia theo Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh mời đó, thì chưa có cái thẩm định. Trong cái thời điểm này mà không có mặc cái bộ đồ đó trong cái show diễn ngoài Hà Nội thì mình tiếc quá quý khán giả nha. Thật sự tôi cũng thấy rất là tiếc cho anh này vì cái bộ đồ, cái bộ trang phục này anh này anh rất là yêu mến quý khán giả. Cái cỡ mà tầm mà cỡ YouTube như tôi á, không có tiêu chuẩn đâu nha, không có tiêu chuẩn phê bình phê phán đâu, nhưng mà tôi thấy sai là tôi cũng vẫn nói nha quý khán giả. Đồng ý là cái lời nói tôi có giá trị hay không tôi không cần biết nha, nhưng mà tôi phải nói, thấy sai tôi phải lên án những cái hành động bức xúc như thế này đó. Khi YouTube lên nói chuyện á thì nói là YouTube ủng hộ bà Hằng lên kiếm chuyện này chuyện kia, mình không làm gì lấy gì ta kiếm chuyện, đúng không? Mình không sử dụng những cái chiêu trò bẩn, bia bẩn đó thì có gì đâu người ta kiếm chuyện. Mà qua cái sự kiện này không xử lý á thì không khác gì đây là một cái sự bia quảng cáo dùm cho anh này, nó khỏi tốn miếng mồ hôi nữa. Đây là nằm trong tất cả đều nằm trong cái kế hoạch của anh này, quý khán giả đồng tình với tôi không? Tại vì người ta muốn tạo ra cái sự kiện ngồn ngào trong cái show diễn ngày 18. Bây giờ theo cái thông tin mà một số người đăng và ảnh đăng trên cái Facebook của ảnh á với trên cái YouTube đó là ngoài trái vé rồi, hết vé rồi đó, bây giờ là nó hết vé rồi đó. Tôi không biết thật sự đắt thiệt quý khán giả nha, trong lúc ồn ào như vậy mà cái show diễn mà chưa tới ngày mà còn khá là lâu mà bán được hết vé thì phải nói là rất là hay. Và đây là cũng là cái cách dùng truyền thông của này đó, thật sự rất là thành công ha. Tôi cũng mong rằng cơ quan chức năng là sẽ có một cái quy định, một cái nội quy nghiêm khắc hơn nha, nặng hơn để tránh những cái tiền lệ như thế này nó sẽ tiếp việc diễn ra nữa. Tại vì qua cơn mưa thì trời lại sáng, không ai sợ đâu. Tại vì không xử phạt, không căn đe giáo dục thì không ai sợ cả. Và hơn nữa cái danh sách đen, danh sách đỏ đó đến thời điểm này thì cũng chẳng chưa thấy xuất hiện hình ảnh tên tuổi của bất cứ một ai nha, phải nói là vậy. Thì cuối cùng thì chúng ta cũng chẳng biết nói gì ngoài cái sự mong đợi và mong rằng cơ quan chức năng sẽ có một cái sự giải quyết nghiêm minh và một cái câu trả lời thỏa đáng đối với dư luận cộng đồng. Và hơn nữa thì một số cái khán giả, những người hâm mộ đó, chúng ta nên có cái sự quyết định. Tại vì tiền là nằm trong túi của mình, ủng hộ ai, thương ai, ghét ai đó là quyền của mình. Nhưng mà đối với những kẻ mà làm phát ngôn phản cảm hay là ăn mặc trái với thần phong mỹ tục, đặc biệt là gây chăng những cái ngày đại lễ thế này mà chúng ta ủng hộ nữa thì không khác gì chúng ta đi cổ xí cho cái hành động sai trái ha. Tôi không có kêu tẩy chay bất cứ một ai hết trơn á. Thương ai, ghét ai là quyền của mỗi người, tôi không có quyền nói ha. Nhưng mà sai như thế này thì đáng cho chúng ta phải lên án rất là mạnh mẽ. Cuối video xin chào và hẹn gặp lại. Kính chúc quý khán giả và gia đình có được nhiều sức khỏe. Bye bye.